Cô chào các con, bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với kiến thức tiếp theo trong toán lớp 4, đó chính là tìm số trung bình cộng. Vậy làm thế nào để tìm số trung bình cộng của các số? Chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài giảng ngày hôm nay. Các con hãy cùng cô mở sách giáo khoa toán lớp 4 trang 26, 27. Chúng ta đến với bài tìm số trung bình cộng. Phần thứ nhất, lý thuyết. Chúng ta cùng nhau đến với bài toán thứ nhất. Bài toán 1. Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào hai can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Nào, chúng ta cùng tóm tắt bằng sơ đồ bài toán này. Với bài toán này chúng ta cần nhớ rằng người ta rót vào can dầu, vào can thứ nhất 6 lít dầu. Cô sẽ biểu thị bằng một đoạn thẳng gồm có 6 phần bằng nhau, mỗi phần tương ứng với 1 lít nhé. Như vậy thì đây chính là 6 lít dầu của can thứ nhất. Tiếp theo, người ta rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Cô lại biểu thị bằng một đoạn thẳng có 4 phần bằng nhau, mỗi phần tương ứng với 1 lít. Và đây là 4 lít, là số lít dầu của can thứ hai. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm xem nếu số lít dầu này được rót đều vào hai can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu. Can thứ nhất có 6 lít dầu, can thứ hai có 4 lít dầu. Như vậy tổng số lít dầu của hai can chúng ta nhẩm nhanh được bằng 6 cộng 4 bằng 10 lít. Vậy thì 10 lít này nếu mà chúng ta chia đều vào hai can thì mỗi can được bao nhiêu? Như vậy thì đây, chúng ta nhìn thấy một đoạn thẳng này gồm có 10 phần bằng nhau, tương ứng đây là 10 lít dầu. Bây giờ sẽ chia đều vào hai can, xem mỗi can được bao nhiêu lít. Với bài toán này, đầu tiên chúng ta cần tìm cho cô là tổng số lít dầu của hai can. Can thứ nhất là 6 lít, can thứ hai là 4 lít. Vậy tổng số lít dầu của hai can chúng ta tính được đó là 6 cộng 4 bằng 10 lít. 10 lít dầu này sẽ được chia đều vào hai can. Chia đều vào hai can, ta sẽ lấy gì nhỉ? Ta sẽ lấy tổng số lít dầu chia cho 2, phải không nào? Chia vào hai can mà. Ta lấy 10 chia 2 sẽ ra được là 5 lít. Vậy 5 lít dầu này chính là số lít dầu rót đều vào mỗi can và đáp số là 5 lít dầu. Vậy thì với bài toán này, đầu tiên chúng ta cần phải tìm cho cô tổng số lít dầu của hai can. Sau đó chúng ta lấy tổng số lít dầu chia đều cho 2, tức là chia cho 2 để tìm số can mà được rót đều, để tìm số lít dầu rót đều vào mỗi can. Nhận xét này. Chúng ta sẽ lấy tổng số lít dầu chia cho 2 sẽ được số lít dầu rót đều vào mỗi can. Cụ thể chúng ta sẽ lấy tổng của 6 cộng 4. 6 cộng 4, 6 là lít dầu của can thứ nhất, 4 là số lít dầu của can thứ hai. Ta lấy tổng số lít dầu của hai can, chúng ta chia cho 2 sẽ được số lít dầu rót đều vào mỗi can là 5 lít. Vậy thì ở đây 6 cộng 4 này chính là tổng của hai số. Cô gọi chung ở đây đó là tổng của hai số. Hai số ở đây là số lít dầu của hai can. Cô chia cho 2, 2 ở đây là 2 can, cũng là số các số hạng. Và 5 sẽ là số trung bình cộng của số lít dầu. Từ bài toán này, chúng ta có thể rút ra cách tìm số trung bình cộng, phải không nào? Trước khi tìm được quy tắc để tìm số trung bình cộng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhận xét vào bài toán đã. Sau khi mà chúng ta sẽ làm xong bài toán, sẽ có dẫn chứng cụ thể để chúng ta có thể rút ra quy tắc tìm số trung bình cộng. Như vậy thì 5 này, 5 lít này chính là trung bình cộng của hai số 6 và 4, 6 lít và 4 lít. Cô nhắc lại, 5 là trung bình cộng của hai số 6 và 4. Vậy thì ta nói can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, như vậy trung bình mỗi can sẽ có
5 lít và muốn tìm trung bình cộng của 6 và 4, chúng ta lấy tổng của 6 và 4 chia cho 2. 2 ở đây đó là hai số hạng. Số hạng thứ nhất bằng 6, số hạng thứ hai bằng 4. Để hiểu rõ hơn nữa, cô trò mình cùng nhau chuyển sang bài toán số 2. Bài toán số 2, số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Đề bài cho chúng ta biết rằng số học sinh của 3 lớp. Cụ thể, lớp thứ nhất thì có 25 học sinh, lớp thứ hai thì có 27 học sinh, lớp thứ ba lại có 32 học sinh. Như vậy thì số học sinh của mỗi lớp không đồng đều nhau. Bây giờ người ta muốn tìm xem trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tóm tắt bài toán này bằng sơ đồ. Đây, cô biểu thị số học sinh của lớp đầu tiên, 25 học sinh là một đoạn thẳng ngắn. 27 học sinh là số học sinh của lớp tiếp theo, là một đoạn thẳng dài hơn. Và dài nhất đó là số đoạn thẳng biểu thị 32 học sinh. Đây là số học sinh của 3 lớp này. Lớp thứ nhất 25 học sinh, lớp thứ hai 27 học sinh, lớp thứ ba 32 học sinh. Bây giờ người ta muốn hỏi chúng ta trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Muốn tìm xem trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, chúng ta hiểu cho cô được rằng trung bình mỗi lớp, tức là số học sinh của cả 3 lớp này sẽ chia đều vào 3 lớp, chia đều vào 3 lớp thì mỗi lớp sẽ có bao nhiêu học sinh. Anh nhớ cho cô nhé, muốn tìm trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, tức là chúng ta lấy tổng số học sinh của cả 3 lớp chia đều cho 3 lớp sẽ ra số học sinh trung bình của mỗi lớp. Và với bài này chúng ta sẽ có hai cách giải. Cách giải thứ nhất, chúng ta sẽ giải giống như là ở bài toán thứ nhất. Chúng ta sẽ tìm xem tổng số học sinh của 3 lớp là bao nhiêu. Tổng số học sinh của 3 lớp là 25 cộng 27 cộng 32 bằng 84 học sinh. Chúng ta lấy tổng số học sinh 3 lớp cộng lại là 84 học sinh. Và trung bình mỗi lớp có bao nhiêu? Đây là 3 lớp. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 84 chia 3, tức là lấy tổng số học sinh chia đều cho 3 lớp. Và mỗi lớp sẽ được 28 học sinh. Và đáp số là 28 học sinh. Tiếp theo cô hướng dẫn chúng ta cách giải thứ hai. Cách thứ hai, chúng ta sẽ tìm luôn trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh bằng cách chúng ta lấy tổng số học sinh của 3 lớp cộng lại và chia cho 3. 3 ở đây đó là 3 lớp, 3 số hạng này. Số hạng thứ nhất 25 học sinh, số hạng thứ hai 27 học sinh, số hạng thứ ba 32 học sinh. 25, 27, 32 là 3 số hạng. Muốn tìm xem trung bình mỗi lớp có bao nhiêu, chúng ta lấy tổng số học sinh chia đều cho 3 và bằng 28 học sinh. Cách thứ hai này, đây là cách làm tìm số trung bình cộng của các số. Sau khi hoàn thành xong bài tập số 2, chúng ta có thể rút ra quy tắc của bài ngày hôm nay, đó chính là muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó. Bước thứ nhất này, tính tổng các số đó. Bước thứ hai, lấy tổng đó, ta sẽ chia tổng đó cho số các số hạng. Cụ thể, cô sẽ có ví dụ như sau. Bây giờ cô muốn tìm số trung bình cộng của các số 5, 10, 15, 12 và 18. Chúng ta cùng đếm cho cô có bao nhiêu số hạng. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta sẽ tìm trung bình cộng của 5 số này. Bước thứ nhất, chúng ta tính tổng các số đó. Sau đó chúng ta chia tổng đó cho số các số hạng. Cụ thể như sau. Ta lấy 5 cộng 10 cộng 15 cộng 12 cộng 18. Như vậy chúng ta lấy tính tổng của các số. Sau đó chia cho số các số hạng. Ở đây có 5 số, 1, 2, 3, 4, 5. Ta lấy tổng này chia cho 5 và bằng 12. Vậy thì 12 là trung bình, là số trung bình cộng của 5 số đề bài đưa ra. Nhắc lại, muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Ví dụ muốn tìm số trung bình cộng của 10 số, ta cộng 10 số lại với nhau rồi chia cho 10. Muốn tìm số trung bình cộng của 1.000 số, ta cộng 1.000 số lại rồi lấy tổng đó chia cho 1.000 sẽ ra số trung bình cộng của 1.000 số đó.
Vậy thì muốn tìm số trung bình cộng của n số hạng, ta cộng tất cả số hạng với nhau rồi chia cho n số hạng sẽ ra số trung bình cộng của các số hạng đó. Để khắc sâu kiến thức, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập. Ở trong phần luyện tập này, chúng ta sẽ đến với 3 bài tập trong sách giáo khoa trang 27. Bài tập thứ nhất, tìm số trung bình cộng của các số sau. A. 42 và 52. B. 36, 42 và 57. C. 34, 43, 52 và 39. Và D. 20, 35, 37, 65 và 73. Với bài tập này, các con cần nhớ cho cô cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. Đầu tiên, ta tính tổng các số. Sau đó, chúng ta lấy tổng đó chia cho số các số hạng sẽ ra số trung bình cộng của các số đó. Cô sẽ làm mẫu cho chúng ta phần A và tương tự như vậy, chúng sẽ làm vào vở cho cô phần B, C, D. Bài giải này, lời giải sẽ như sau. A. Số trung bình cộng của 42 và 52 là, ở đây chúng ta đếm xem có mấy số hạng nào. 1, 2. Vậy ta lấy tổng hai số này chia cho 2 sẽ ra số trung bình cộng của hai số đó. Cụ thể, mở ngoặc 42 cộng 52 đóng ngoặc chia 2 và bằng 47. 47 là số trung bình cộng của 42 và 52. Tương tự như vậy, làm cho cô 3 phần còn lại. Và sau khi làm xong, chúng ta sẽ đến với đáp án của cô. Nào, chúng ta cùng đến với phần B. Chúng ta cùng nhìn vào phần B. Tìm số trung bình cộng của 36, 42 và 57. Ở đây có mấy số hạng các con? Chúng ta đếm này, 1, 2, 3. Vậy ta lấy 3 số hạng này cộng với nhau rồi chia cho mấy? À, chia cho 3 là số các số hạng. Cụ thể, lời giải như sau. Số trung bình cộng của 36, 42 và 57 là mở ngoặc 36 cộng 42 cộng 57 đóng ngoặc lấy tổng của các số chia số số hạng là 3 được 45. Như vậy số trung bình cộng của các số đó là 45. Phần C, chúng ta nhìn vào phần C này, 34, 43, 52 và 39 có mấy số nào? Có 4 số. Vậy ta sẽ tính tổng của 4 số rồi chia cho 4 sẽ ra số trung bình cộng của 4 số này. Cụ thể, số trung bình cộng của 34, 43, 52 và 39 là mở ngoặc 34 cộng 43 cộng 52 cộng 39 đóng ngoặc chia 4 và chúng ta sẽ tính được kết quả bằng 42. Phần D, số trung bình cộng của 20, 35, 37, 65 và 73 là, chúng ta cùng đếm cho cô có tất cả bao nhiêu số hạng này. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy ta sẽ cộng 5 số lại với nhau rồi chia cho 5 sẽ ra số trung bình cộng của 5 số này. Mở ngoặc 20 cộng 35 cộng 37 cộng 65 cộng 73 đóng ngoặc chia 5 và chúng ta sẽ tính được kết quả bằng 46. Chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành bài tập thứ nhất. Với bài tập thứ nhất này, các con chỉ cần thuộc cho cô quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số. Chúng ta sẽ làm tốt được bài tập này. Và khi làm, chúng ta ghi rõ cho cô lời giải, phép tính và đáp số. Khi làm bài, chúng ta tính thật cẩn thận ra nháp rồi viết kết quả vào trong vở của mình. Cần nhớ cho cô, muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kg? Rất dễ phải không nào? Ở đây chúng ta thấy được rằng 36kg, 38kg, 40kg và 34kg. Đây là cân nặng lần lượt của bốn bạn Mai, Hoa, Hưng, Thịnh. Vậy muốn tìm trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu? Chúng ta sẽ tính tổng số cân nặng của cả bốn em rồi chia cho mấy? À, chia cho 4. Bài giải cụ thể như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhớ lại cho cô quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số để làm bài này. Ở đây, chúng ta thấy rằng cân nặng của mấy bạn, của bốn bạn
Vậy thì ta lấy cân nặng của 4 bạn cộng lại rồi chia cho mấy, rồi chia cho 4. Trung bình mỗi em cân nặng số kg là mở ngoặc 36 cộng 38 cộng 40 cộng 34 chia 4 và bằng 37 kg. Đáp số 37 kg. Cần nhớ cho cô, khi cộng chúng ta cộng sao cho đúng. Và nhớ khi chúng ta lấy cộng xong tổng, chúng ta sẽ chia cho đúng số số hạng của tổng đó. Bài tập số 3. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là những số nào? Chúng ta có thể liệt kê đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có bao nhiêu số ạ? Từ 1 đến 9 có tất cả là 9 số hạng. Vậy ta sẽ cộng tất cả 9 số hạng này với nhau rồi chia cho số số hạng là 9. Sẽ ra chung số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Cụ thể, bài giải từ 1 đến 9 có 9 số hạng. Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là chúng ta sẽ cộng tổng các số hạng lại với nhau. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 rồi chia cho 9 và bằng 5. Kết quả là 5. 5 là trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành 3 bài tập trong sách giáo khoa trang 27. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với các bài tập trong sách giáo khoa trang 28 với bài luyện tập. Hãy cùng cô mở sách giáo khoa trang 28. Chúng ta đến với bài tập thứ nhất. Tìm số trung bình cộng của các số sau. A. 96, 121 và 143. B. 35, 12, 24, 21 và 43. Bài tập này rất là dễ phải không nào? Làm giống như bài tập thứ nhất của bài tìm số trung bình cộng. Các con đầu tiên là tính tổng các số, sau đó chia tổng đó cho số các số hạng. Khi làm bài xong, chúng ta sẽ lại đối chiếu với đáp án của cô. Nào, các con cùng nhau làm bài. Chúng ta sẽ đến với bài giải của bài này. Ở phần A, chúng ta cùng nhìn cho cô. Có 3 số phải không nào? 96, 121 và 143. Vậy muốn tìm số trung bình cộng của 3 số này, ta lấy 3 số cộng lại với nhau rồi chia cho 3 sẽ ra số trung bình cộng. Còn ở phần B, 1, 2, 3, 4, 5 số. Chúng ta lấy 5 số cộng với nhau rồi chia cho 5. Kết quả như sau. A. Số trung bình cộng của 96, 121 và 143 là mở ngoặc 96 cộng 121 cộng 143 đóng ngoặc chia 3. 3 ở đây đó là 3 số hạng của tổng và kết quả bằng 120. B. Số trung bình cộng của 35, 12, 24, 21 và 43 là chúng ta lấy mở ngoặc 35 cộng 12 cộng 24 cộng 21 cộng 43 đóng ngoặc chia 5. 5 ở đây đó là 5 số hạng và kết quả bằng 27. Hoàn thành xong bài tập thứ nhất một cách rất là dễ dàng, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng lần lượt là 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người? Đề bài cho biết rằng số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là 96 người. Vậy sau năm thứ nhất, số dân của xã đó tăng thêm 96 người. Sang năm thứ hai thì lại tăng thêm 82 người. Sang năm thứ ba tăng thêm 71 người. Vậy thì muốn tìm xem trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người, chúng ta tính xem trong cả 3 năm đó tổng số dân tăng thêm là bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ lấy tổng số dân tăng thêm đó chia đều cho 3 sẽ ra trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người. Các con hãy làm cho cô bài giải vào trong vở của mình và đối chiếu với bài giải của cô sau đây. Bài giải này: trung bình mỗi năm số dân xã đó tăng thêm số người là chúng ta cộng tổng số dân tăng thêm của trong 3 năm liên tiếp.
mở ngoặc 96 cộng 82 cộng 71 đóng ngoặc chia 3. 3 ở đây các con hiểu là 3 năm, hoặc chúng ta có thể hiểu rằng đó là 3 số hạng của tổng và kết quả bằng 83 người. Như vậy thì trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm 83 người. Các con có làm đúng bài tập này không? À, rất dễ phải không nào? Bây giờ chúng ta lại cùng nhau chuyển sang bài tập số 3. Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp 4. Mấy học sinh các con? 5 học sinh. Lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm và 134cm. Đây là chiều cao lần lượt của 5 học sinh lớp 4. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu cm? À, khi mà người ta đo xác suất 5 học sinh của lớp 4 được lần lượt 5 chiều cao không đồng đều nhau, người cao hơn, người thấp hơn phải không nào? Nhưng bây giờ muốn tìm xem trung bình mỗi em cao bao nhiêu cm, chúng ta làm thế nào? Bước đầu tiên, tìm tổng chiều cao của cả 5 em rồi chia đều cho 5 em. Cụ thể như sau. Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là, chúng ta lấy tổng số đo của 5 em cộng lại với nhau. Mở ngoặc 138 cộng 132 cộng 130 cộng 136 cộng 134 đóng ngoặc chia 5. 5 ở đây các con hiểu là 5 em học sinh, hoặc cũng có thể hiểu là 5 số hạng của tổng và kết quả là 134cm. Vậy thì trung bình mỗi em cao 134cm. Bài tập này cũng rất là dễ phải không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập thứ 4. Cùng nhau đọc bài trong sách giáo khoa nhé. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố. Có 9 ô tô nhé. Trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ. Và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm? Với bài tập này, người ta cho rằng người ta cho có 9 ô tô chuyển thực phẩm và 5 ô tô đầu thì mỗi ô tô chuyển được 36 tạ. Các con có tìm được số thực phẩm 5 ô tô đầu chở được không? Và tương tự như vậy, chúng ta cũng tìm được số thực phẩm mà 4 ô tô sau chở được. Sau đó chúng ta cộng tất cả số thực phẩm của cả 9 xe chở được rồi chia đều cho 9, sẽ ra trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm. Các con vẫn làm bài giải vào vở cho cô, và sau khi làm xong chúng ta cùng đối chiếu với bài giải. Và đây là đáp án của bài toán số 5. 5 ô tô đi đầu chở được số thực phẩm là, chúng ta tìm xem cả 5 ô tô đi đầu chở được bao nhiêu số thực phẩm. Chúng ta lấy 36 tạ, đây là 36 tạ là số thực phẩm của một xe chở được, nhân 5 và bằng 180 tạ. 4 ô tô đi sau chở được số thực phẩm là, mỗi xe chở được 45 tạ, mà 4 xe ta lấy 45 nhân 4 cũng bằng 180 tạ. Và như vậy là chúng ta cộng xem 5 ô tô cộng 4 ô tô sẽ bằng 9 ô tô phải không nào? Muốn tìm xem có mỗi xe chở được bao nhiêu thực phẩm, chúng ta sẽ lấy tổng số thực phẩm chia cho tổng số ô tô tham gia chở. Và chúng ta sẽ tính được mở ngoặc đơn 180 cộng 180 rồi chia mấy? Chia 9. Các con cần nhớ cho cô, ở đây có hai số hạng là 180, nhưng tại sao lại chia cho 9 mà không phải là chia cho 2? Bởi vì chúng ta muốn tìm xem trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu thực phẩm mà có tất cả là 9 ô tô. Vậy chúng ta cần phải lấy số thực phẩm của cả 9 xe chia đều cho 9 mới ra số thực phẩm của mỗi xe trung bình chở được. 180 cộng 180 bằng 360. 360 chia 9 và bằng 40 tạ. Chúng ta đổi 40 tạ bằng 4 tấn và đáp số 4 tấn thực phẩm. Như vậy là bài tập thứ 4 đã hoàn thành. Với bài tập này, chúng ta sẽ rất là dễ nhầm ở chỗ có bạn sẽ chia cho 2 và ra kết quả là 180 tạ. Và chúng ta cần nhớ cho cô, ở đây người ta tìm trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu, và tất cả có 9 ô tô,
Vậy chúng ta sẽ lấy tổng số thực phẩm chia đều cho 9 ô tô sẽ ra số thực phẩm mỗi ô tô trung bình chở được. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 5 là bài tập cuối cùng của phần luyện tập. Bài tập số 5 gồm có 2 phần. Phần A, số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một số trong hai số đó bằng 12, tìm số kia. Phần B cũng giống như vậy. Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia. Bài tập này cũng không hề khó một tí nào đâu. Chúng ta cùng nhìn cho cô. Chúng ta thấy rằng trung bình cộng của hai số bằng 9 có nghĩa là chúng ta lấy tổng hai số, cô gọi là A và B. Chúng ta lấy tổng hai số, chúng ta chia cho 2, đó là số các số hạng và kết quả bằng mấy? Bằng 9. Và người ta cho số hạng có một số hạng bằng 12, cứ cho đó là số A đi. Số A này bằng 12 và tìm xem số B này là bằng bao nhiêu. Vậy muốn tìm được xem số hạng còn lại là bao nhiêu, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, phải không nào? Khi biết được trung bình cộng của hai số, muốn tìm tổng của hai số đó, ta lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng là 2 sẽ ra được tổng của hai số. Khi tìm được tổng của hai số, chúng ta sẽ lấy tổng đó trừ đi số hạng đã biết sẽ ra số hạng cần tìm. Cụ thể như sau. Chúng ta sẽ tính được tổng của hai số đó là 9 nhân 2 bằng 18. Khi biết số trung bình cộng, muốn tìm tổng của các số, ta lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng của tổng. Ở đây có hai số hạng mà trung bình cộng bằng 9, ta lấy 9 nhân 2 bằng 18. Tổng của hai số là 18 mà một số bằng 12, vậy số kia sẽ bằng 6. Chúng ta sẽ tìm được số cần tìm, lấy 18 trừ 12 bằng 6. Cụ thể, số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số là bằng 30, tìm số kia. Tương tự ở phần A, chúng ta sẽ giải ngay được như sau. Tổng của hai số đó là, ta lấy trung bình cộng nhân với 2 là hai số hạng và bằng 56. Số cần tìm là 56 trừ 30, chúng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết sẽ ra số hạng cần tìm là 26. Như vậy với bài tập số 5 này, chúng ta cần nhớ cho cô. Muốn tìm được tổng của các số, ta sẽ lấy trung bình cộng của các số đó nhân với số số hạng của dãy. Hoàn thành xong bài tập thứ 5 cũng là bài tập cuối cùng của bài giảng ngày hôm nay. Với bài ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đến với bài tìm số trung bình cộng. Các con cần nhớ cho cô quy tắc tìm số trung bình cộng. Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Vậy đã biết số trung bình cộng, làm thế nào để tính được tổng của các số? Ta sẽ lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng sẽ ra được tổng của các số đó. Bài giảng ngày hôm nay, cô tin chắc rằng các con sẽ học thuộc rất là nhanh kiến thức về tìm số trung bình cộng và áp dụng rất là hiệu quả vào các bài tập. Cô chúc các con luôn học tốt và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở bài giảng tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu đồ. Cô chào các con và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bài giảng tiếp theo. Xin chào!